Ông quỳ cho. Lục thiên bị nẹ bỏ bài. Xong cổ rộp lục thiên, xong cổ rộp lục lục sợi trà cỏm, xong cổ rộp phía kỳ tăng hạ đại miên vật miên này tì nì. Dương khuyên nhóm chế bộ cổ lực chiết, phần này bỏ bài phía xa này ông chùm nông chùm ra vị xa mạnh khăn nông tổ lạ ca Campuchia. Xong bỏ cả an ở vật cả thơ phía hạ ca mân bằng pinh ca nghĩa chắp bì bê nì. Thằng ngày chăn tì buồn khai mì nìa cho năm bì bòn đập bấy nì tỏ tới. Rồi hốt đào dương khuyên nhóm tử tùa ban bạc khai pinh lính xâm rắp khai thân nụ cho năm bì bòn đập bí. Nâng khai mạng ra, khai cung phép cho năm bì quan đập bấy. Tớp dương khá nhóm nâng chạp đám cho bằng bình cá nghĩa. Đôi bọc ở đây làng bình, xôm ọc quân lục thiền. Bà, bây giờ đi, bà nhà hà chụp phụ mục mà còn miền hơi hay đời bà nhà hà vẹn hí ca rồi bà, gồm nẹ bộ bài phía xa khám mẹ, nơi khăn ông cách dùm ca này tệ bị thị xã mạng ca, đời mù là hết bà nhà hà bị bắt khang hay rành bật thụ, chụp phụ ca đo nơi bị vọt xâm rạp bộ cơ lực chiên, hay bà nhà hà ní, ông chụp đẹp mặt ai chụp phụ ở vầy bàn tí, hay đời xa bà nhà cho phụ mục đi để ông chấm đẹp từ tại vì phía xa cho mùi nâng khang cây lây rõ tạp bá đâm bấy đăng ông phì phô đồng miền vẹp bọn nâng bà nhà ní hay xông phía kỳ rung chăm ông chấm đẹp nâng thoi từ vì phía xa cho mùi nâng khang rõ tạp bá hay nâng chú đồng nâng xông phía kỳ rung chăm bộ dựng nhóm nữ nâng nập rực ní bà này tham mình dùng phần màn thế khi mình đang bắt đầu bộ dường khi mình đang bắt đầu chun ông pi là tập hiệp này cả đọt trái rồi bỏ ông chụp đẹp nước thà tá rồi thôi giang đêm đây chụp bộ ảnh hà đi Thank you, President. The President has just indicated in Khmer, but for the benefit of the English and other international parties present, the President is indicating that the
judges will retire and consider the situation. We ask the parties to remain in court and we will resume as soon as possible with an indication of the proceedings from this point. Thank you very much. Ông quay cho. Ông chỉ mới đây, bên tổ cái chấm đá ca đi tệ vị thị xạm đá ca hay nơi khăn ông cái chấm đá ca xạm đá ca nơi khăn ông xạm đá ni. Ông chỉ mới đây, ban cầm nót cao lục hiệ nông ca thuê sạm nạc ca bình đất lừa phò tang này thần đồng rừng sông thôn pí đối đại ông nhầm rẻ ban chìm điệp chun phệ kỳ rồi hơi tam địa xa electronic đã bảo mật tây tròn khu này ông chưa luôn chủ lệ là từ bốn ca pí ngày tìm mà phải mui khai cầm phệ chín năm bị bọn nó bảy nâng tam địa anu sát nạ đã bảo ông nhầm rẻ là từ bốn cho ngày tìm mà phải bảo mui khai cầm phệ chín năm bị bọn nó bảy ai cả xa y bị rồi học sập mui sạ mui nâng anu sát nạ cho ngày tì bầm bay khai mẹ gà rai chân nằm bì bọn đó bấy ai cơ xa y bì rơi xam từ bầm môi sát bún thả nơi khăn nông sạp đà ni ông nhầm đẹp phương sạm nạ ca phì phía xa đánh đáo sạp đập tạc khai cam nẹ chùm niên phì lịp sọt đại miền đại dạp bê bốn tháng ngày chạp bì tháng ngày chắn tì bún đó tháng ngày bà hoa tì bầm bầm khai mì ní đại ông nhầm đẹp miền đại dạp bê mùi tháng ngày sạp đề nhá nâng sạp mệt vi nò mốc miền đại dạp bê mùi tháng ngày gần lại mấy tờ vi tăng bay cấm miền địa bây giờ rộng chậm luôn mùi ngày cần là hay ông chủ đề có xong động lực phòng đá nơi đây này non bậc luôn cho ngày thì bay khai mẹ cai chín năm bị bọn nó bấy ai cả xa y bị rồi xàm từ bờ môi sạ buồn thà nẹt chậm đi vì lịp sọt ai đừng trời bàn xua sầm núa sau đây bị bành hạ từng lái đại quạt miền tầm mặt tập hiệp đào tập khai cam khăn ông bị sạ tập hiệp này đại ca đồng nọ trái khăn ông toàn vương sâu thôn pi ai cả xa y mà rồi chất tập buôn sẽ làm một phẩy buôn thay bờ ông dùm ra ban lực tập chất ở phía kỳ phát đau nơi xung nua phía quan nâng vừa xa lập hiếp nơi xung nông nơi ca chân nguồn dùm ra đại trời bóng bay đôi ca lập môn cả đời có ca xua nơi tại bác chùm hó lờ rõ và thiên bọt chẳng ổn nơi khăn ông đi vừa xa lập hiếp nơi đi ca rập nọ trái khăn ông dùm rương xôn xôn pì lục đang ăn sáng là rì cà pì sàn phì bọt tầm miên à bọt tầm miên phì kí được bọc cô đại ông nhầm đẹp còn chưa cho ruộng được không cái chấm nạc cà sạm nạc cà đi xong cơ lớp nâng chấm đẹp lục thiến được không sạm đá sạm nạc cà thay ní ngày tị buồn mình nia cho nam pì bọt đập bấy cơ phì kí này đường cái đây miên bọt tầm miên lỡ lên tay chôn chọt chọt yên sợi à bọt tầm miên tại sao trời mình chôn tơ mình tị pét cà pì bọt mình ní dùng tam ca chun đăng pip này khum khang này ở tổ cỏ chun chốt trào nôn chía miền vọt miền pi bẩn thục khum khang hàng cam sao sao vân ca mê thị vị chiết ca pia cái đây lục yên sơ ri lục an ngọt đóm ở vọt miền đây lục thôi đầm ná tại chụp côn cái đây là bao lục nơi ai mình tìm bền dùng tam mà nụ sa na là bao ông chun ra sa la tập bông ai cái sa lê ý pi rồi học tập buồn sa la muối nơi ngày ní គឺក្រុមនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញTCE 65អ្នកជំនាញរូបនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរងចាំការកោះហៅចូលបន្ទប់សាវនាការអ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺមិនមានជាប់ទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិប្រពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំង3រូបឬភាគីតាមតាមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យណាមួយឡើយដែលត្រូវបានទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះ អ្នកជំនាញរូបនេះនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខ
องสาวนาการสมจอบสิริการสมอกุลลูกเทียนบ่อกุลให้มุ่นหนึ่งประตูในเตวิธีองค์ยมยาที่มุ้ยคือสัวเตยกรมเนี่ยกะบ่อไพรพิศาสังครูบรรต้นสมเด็จองค์ยมยาลาตบงเนี่ยเป็นนิยธาตุมีลาตเพียบช่วยบ่อไพรในขนมกันจำนาการสามนาการนี้มาได้จะไปประมาณไหนสมชีพเรียบลูกบุตรเทียนขนมเนียมเช่นเบาปลายชีพดัลตมเรือเบาปลายกรุบตามคนอุพิบหนึ่งสตองดาอันตรายชีพสำหรับตลาการนู้ยิ่งเชื่อมอายเบาบานเทนีคนอุพิบนู้ตรมตายสามสับเนตีแต่ปนนอกหนึ่งตรมพดูแต่จะอักษรยิ่งเชื่อมมันมีนพิกีคังกัมพูชีดำไปความตรอตีคังเบาปลายเตอร์ชีพพิศาขมายคือมีนแต่มันเนะเรียเบาปลายปีขมายเตอร์พิศาอังกฤษวิ่งคือมีนแต่มันเนะแต่ปนนอบ้านบ่าคุณให้สมกุลพิระจุนเตยลุทรีจะกรอมชิบลคาไรดำไปไปเชื่อพื้นจุนพิกีอันปีสถานเพียบวัดอวัตมีนดับลูกยิงสรีได้บานบรรจุตัวตัวการพิบาลในไอ้บันทีเป็ดบันทีเพียบขมายสุเวียดกาปีปรกมันนี่สมเจนดุสรีจะกรอมThank you, President. ชักครั้งขัดไรสมอคุณลูกประเทียนนำไปเป็นเชื่ออัมพีสถานพิพิธภัณฑ์นี้ทางรัฐบาลบานพนอลนู่องจำนวนพิมพ์แรกนู่เนบอปรายชีพันดอสันชีพิศาอังกฤษนึกขมายแต่ปนนอกรีไอชีพิศาบารังคือยังเสาแต่ปุ่นไปจะลืมสัตว์สัตว์เปลี่ยนโดยท่านเนี่ยบอกพระบานเป็นเจ้าคืออาจบอกพระบานแต่เรียกเปลือยสามสัปดาห์ตีแต่ต้องตั้งชุนชอบชาวเอียงสรีของจุนชิมเรียและบานตัดตัวดำนังเรื่องมันยถากรบานเติมมันตีเป็ดขมายเปลี่ยนขมายสวีทหายกรมีนการพิจารณาชุมนุมเมธีหรือบอกครับหายโดยท่าเป็นนิยมมันมีนการพิจารณาชุมนุมกรถัดตากรอาจบอกบองสุดในขนมกาวัตเตมีนในขนมกาสนับสวรรค์กาฟิลิปสอดในเทโดยชนะหายยังเต้าไตจึงเอาหายทักกวดมันบานการแนะนำนำไปในยีปิกาบอกบองสุดเตะโดยเช่นให้อองชุนุนชุมเรียมันเมียนลัดตะเพียบหนึ่งบรรโตสำนักการนำไปสู้ดังดาวเนี่ยชุมนินฟิลิปสอดนิบานตีให้อองชุนุนชุมเรียสมสู้ตะเมทวีหรือบอกลูกอิงสรีเอาชุนดำนังมาอองชุนุนชุมเรียให้บานชับบ่มพอดตามในอาชีพตะบานครอบปิดคุณบานตะตัวดำดังนี้เอลูนี่คือยังสำเร็จดอกสไลน์ปัญหาไม่ชุมนุ่นคือทำเมทวีลูกนุ่นเชี่ยบานดักสำนาตัวอองชุนุนชุมเรียดับใบเอากรดไอทอยมันโจลรวมได้ตอลในขนมเทนิสโลกเชียนบานชมเรียบปีปอร์เมียนนี่แตะตรงตัวหนึ่งปัญหานี่บาทสมอคุณบ้านจะพอการในนนทีนี้บ้านจะพอการในลุกนนทีก็คือกอดบานดับพิสมองจำเรียกกาปีไงตีมุ้ยไข่มีเดียชนะปีปอนดับใบคือคลอดกลุ่นกอดมีบ่มนองโจร่วมกรุบออกกาในขนมกาดำนาคาสำนาคาปนไตละหดดอลปีนี้คือวันในชากาปีไงตีมุ้ยไข่มีเดียนั่นคือสกปรกกอดมันตอนประสาลางเตียงตรงตีให้กดมันอาจังกุยบ้านโดยสากดเบลมกยังยบให้มันอาจจังร้อมให้ไปคละคือมันดังคลุ้นทาบอดเชิงโต้หรือเชิงทมติดพองได้ไปเลยสถานเพียบแบบนี้กดสนาสมมันโจร่วมสำนักกาในขนมดำนาคาไงจันคือไงนี่บานตีให้การโจร่วมสำนักกาบกกดคือกดหนึ่งปัจจัยมีประโยชน์ของการสไปรอกาปัดสำหรับกฎให้กฎสนาสมดองอย่างไรสำนักกาตลาดบงคือสมเป็นยีเปิลของการ
ដើម្បីរងចាំរហូតដល់គាត់មានលទ្ធភាពអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការបានដែលឡែកគឺអង្គជំរះក៏បានទទួលនៅលិខិតបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍សុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតលោកនួនជាការពីព្រឹកមិញនេះនៅវេលាមកប្រពល 30 នាទីគឺបានពិនិត្យនៅរោគសញ្ញារបស់ជនជាប់ចោតនួនជាថាហើមពោះវិលមុខពេលងើបអង្គុយហើយមានអាការៈកល់ក្អួតម្ដងម្កាលហើយមានក្តីសន្តានថាដែលមានរោគសញ្ញាដូចខាងលើនេះសភាពទូទៅនៃរោគសុខភាពរបស់គាត់មិនសូវល្អហើយផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការខាងក្រោមនេះគាត់តែជាព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនភាគីនិងសាធារណជនជ្រាបអំពីបញ្ហានេះប៉ុណ្ណោះ ហើយអង្គជំរះក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារហេតុផលដោយបានជម្រាបជូនរួចហើយអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីដែលជាចម្បងនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការបានដោយគាត់មានអាការៈឈឺហើយត្រូវបញ្ជូនទៅ ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់កាលពីព្រឹកមិញនេះហើយដោយលោកស្រីចក្រមបានជម្រាបជូនភាគីនិងសាធារណជនហើយថាលោកអៀងសេរីនិងមេធាវីរបស់គាត់មិនទាន់បានវិភាសាអំពីលក្ខខណ្ឌនានាក្នុងការលះបង់ឬក៏មិនលះបង់ទឹកក្នុងការចូលរួមឬក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកជំនាញតាមកាលវិភាគដែលអង្គជំរះបានកំណត់ទុកនេះទេហើយអង្គជំរះបានជម្រាបជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តី នួនជារួចហើយថាឲ្យគាត់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកអៀងសេរីនៅក្នុងឡុងពេលនេះជាការបញ្ញាប់មួយដើម្បីរៀបការជូនមកអង្គជំរះតឡាដបងដើម្បីអង្គជំរះតឡាដបងមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំនៅកាលវិភាគសម្រាប់ដំណើរការសម្ណការតទៅមុខទៀតថាគួរទៅធ្វើតាមបែបណាតាមរបៀបណាទើបសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងតែប្រឈមបែបនេះ ដូច្នេះគឺអង្គជំរះមិនអាចដំណើរការនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការដោយកាលវិភាគដែលបានគ្រោងទុកបានទេអង្គជំរះផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្ណការនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការនេះត្រឹមនេះដោយមិនបានកំណត់ពេលជាក់លាក់ទេហើយសូមភាគីទាំងអស់គឺរងចាំស្ដាប់នៅការជូនដំណឹងរបស់អង្គជំរះនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របហើយ ចំពោះអ្នកជំនាញភិរិបសតគឺសូមឲ្យខាងអង្គភាពពិសុខធ្វើការតំរុបរួលក្នុងការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញនៅកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅនិងអាចសម្របសម្រួលឲ្យគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តែកិច្ចការវិញតាមកាលវិភាគដែលអង្គជំរះនឹងជម្រាបជូនដំណឹងនៅពេលសមត្រប់ខាងមុខអនុរិយមន្ត្រីខុមខាំងនាំខ្លួនលោក ខេសំផនក្នុងលោកនួនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរខុមខាំងនៃអវតកវិញចុះសម្រាប់ចុះសូមកោបឈរ